À, trong thời gian vừa rồi thì cũng có rất là nhiều bạn đã comment và hỏi chị về những cái con quay hand spinner và hỏi chị là có mua ở đâu mà mua và với cái giá là rẻ như vậy. Và cũng có các bạn là nói là trong cái hộp thiếp này thì chị mua với giá là 60 ngàn, mà đợt trước mà con hộp thiếp chị mua với giá là 80 ngàn đó. Các em đợi nha, chị lấy cái hộp đợt trước chị mua với giá 80 ngàn nhé. Đây, đây là cái hộp mà đợt trước chị đã mua với giá là 80 ngàn, nó là 88 ngàn, chị được giảm 8 ngàn và được chỉ còn 80 ngàn. Nhưng mà cũng có bạn đã comment là chị ơi, em mua chỉ có 60 ngàn thôi. Chị có hỏi chị bạn đó mua ở đâu mà rẻ vậy, bởi vì đã trong cái hộp thiếp này thì chị nghĩ mua 80 ngàn là chị mua là giá là rất là rẻ rồi đó. Nhưng chị thấy nhiều trên mạng, những cái trang web trên mạng thì có giá rất là cao, từ 100 mấy ngàn, 200 mấy ngàn thôi mà không có giá mà chị mua 80 ngàn đâu. Nhưng mà bạn đó mua có 60 ngàn thôi. Chị có hỏi bạn đó nhưng mà chưa thấy trả lời. Không biết là bạn đó mua ở đâu mà rẻ như vậy, chị có thể tìm tới cái cửa hàng đó để chị mua thử như thế nào. À, có thể nếu mà chỗ đó mà rẻ như vậy thì những cái đồ chơi khác cũng rẻ nữa thì sao ha. Rồi, còn cái hộp thiếp này thì con này thì mới ken luôn, và con này thì mình chị mua với giá 125 ngàn. Tí nữa chị mình sẽ khui hộp con này thử xem nha. Và hiện tại ở đây là chị có sưu tập được 6 cái con hộp giấy và cái đây là hộp nhựa. Thì 6 con này có cái thiết kế rất là bắt mắt và rất là đẹp luôn. Chị thấy thích quá cho nên chị tiếp tục mua để review cho các em xem. Theo chị biết thì những cái con quay tay này là dùng được sản xuất ra rất có ích đối với những người có những cái thói quen xấu như là hút thuốc nè, cắn móng tay nè, gõ tay trên bàn nè, vân vân và vân vân. Theo chị nghĩ là cũng có thể là những cái thói quen quay bút. Hồi các em đi học có hay là quay bút không? Hồi đó thì chị cũng hay quay bút đó, giống như vậy đó. Nhưng mà lâu rồi chị bỏ cho nên chị cũng không có quay sành như ngày xưa rồi. Thì chị nghĩ là những cái quay con quay tay này sản xuất là để cho mình khi mà mình quay á thì cái tay mình nó đỡ phải, nó không có trống trải, mình không có làm những cái việc mà giống như là lấy thuốc bỏ lên miệng và hút hoặc là cắn móng tay chẳng hạn. Nhưng mà cái đó là không biết là có bạn nào là có thể bỏ được cái hút thuốc không. Nếu như mà nhờ những con quay này mà bỏ được thói quen hút thuốc thì rất là có ích đúng không? Nói chuyện ngoài lề cũng nhiều rồi, bây giờ mình sẽ khui hộp nha. Đây là những cái hộp hôm nay chị đã sưu tập được. Đây là hộp chỉ có hai cánh thôi. Đây là hộp có 6 cánh nè. Này có hộp răng cưa, ba cánh răng cưa nhìn rất là lạ. Còn cái hộp này thì có cái vòng lỗ chính giữa. Còn đây quá. Các em có thấy đẹp không? Hoa văn rất rất là tinh xảo, rất là đẹp luôn, màu vàng óng ánh rất là đẹp. Đây là cái hình đồng tiền, hình mặt cười. Rất là đẹp. Nhìn giống đồ cổ. Còn ở đây là một cái hộp bằng thép, ở bên trong giống bằng đồng ha, ở bên trong là bằng đồng á. Rất là đẹp luôn. Còn cái hộp này thì đợt trước chị đã review rồi. Rồi bây giờ chị khui cái này trước nha. Con quay này chỉ có hai cánh hai bên. Miễn là đối xứng với nhau thì
con quay nó sẽ giữ được cái độ cân bằng của nó và nó quay nhanh. Con quay á, muốn mà để phân biệt được hàng cao cấp hay là hàng cấp thấp á, thì nó dựa vào chất liệu của có con quay. Chất liệu của con quay bằng nhựa, bằng nhôm hay là bằng thép hay là bằng đồng đó, và cái thời gian con quay nó quay nhanh hay chậm nữa. Tức là nếu như mà con quay nào mà nó dừng nhanh á thì nó quay trong vòng chỉ có mấy giây thôi á, mấy chục giây thôi á, thì tức là hàng đó là hàng cấp thấp. Còn đối với những con quay mà quay cao có thể là 1 phút, 2 phút, có thể 5, 10 phút thì những con quay đó là hàng cao cấp á. Đây, bây giờ chị sẽ khui cái này. Con này thì nó có cái ba cái lỗ. Con này có vẻ là nó to hơn, nó nặng hơn, nặng hơn cái con bằng nhựa hai cánh này, nhưng mà nó chạy cũng rất là êm. Nhưng mà nó chạy cũng không có được lâu lắm, các em thấy không? Cái này chắc được có mấy giây hả? Đó, thấy không? Bên trong các em thấy được cái vòng bi của nó luôn à. Nhờ vòng bi của nó mà giờ ba cánh này nó có thể chạy xung quanh vòng bi nè, giữ thăng bằng. Rồi bây giờ chị muốn khui cái hộp này. Con này nó có màu vàng. Bên trong nó có một cái vòng tròn hình răng cưa. Cái này cũng răng cưa luôn. Răng cưa đây, khi mà đẩy như chiều này à. Mới đây chị không có đẩy được, bây giờ chị đẩy được. Nó chạy nè. Chị quay thử coi. Con này chạy nhanh hơn, lâu hơn. Rồi, cũng ngừng rồi. Bây giờ chị khui cái hộp này nha. Con này tới 6 cánh luôn nè. 6 cánh, 6 viên bi luôn. Không biết là như thế nào đây. Ồ, con này á thì hai cái chốt tay cầm của nó thì nó được sủng vô nè, cầm dễ hơn, nó nặng hơn, nặng hơn con này, nhưng mà con này nặng hơn. Giờ chị thử luôn. Ôi, chạy chậm, chạy nhanh quá vậy, nhanh ngừng quá, tức là ôi, thời gian chạy của nó rất là thấp. Rồi, bây giờ chị khui tới con này đi. Quá trời nặng luôn. Này nó bằng thép nguyên khối luôn nè. Thép hay bằng đồng ta? Màu sắc giống như y như là bằng đồng, mà đồng cũ vậy á. Đồ cổ đấy. Nhìn quá trời đẹp luôn. Ôi, nó nặng quá cho nên chị thả ra một tay thì có khả năng nó sẽ bị rớt xuống. Ôi. Nó chạy nhanh
và nó lâu hơn hai con kia. Yeah. Con này chắc cũng giống nhau quá, bởi vì thấy cái hộp nó giống mà không biết là có con nào nặng hơn. Như con này nặng hơn nè. Màu đẹp quá ha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Ôi con này êm hơn. Và cái độ cân bằng của nó thì vẫn hơn là cái con này. Con này mới nãy chị chạy nó hơi là ngã nghiêng. Lâu hơn nè. Yeah. Cái màu sắc cũng rất là đẹp nữa, màu vàng rất là đẹp. Lâu hơn ấy. Chào chị nha. Và cuối cùng cái đây là vòng bi của nó nè. Ôi chạy rất là êm. Êm lắm luôn á. Wow, quá lâu luôn. Ôi quá dữ luôn. Không biết là nếu nó đấu với cái con nhỏ nhỏ mà bằng nhựa được trước mà chạy nhanh nhất, chạy lâu nhất á, thì không biết là con nào thắng. Trời ơi quá trời lâu luôn. Đúng là hàng cao cấp có khác đúng không? Rồi chờ dừng. Con này thì có thể các em có thể tháo nó ra nè. Tháo nó ra, bây giờ chị tháo nó hai cánh ra. Ây da. Rồi nó còn bốn cánh hình. Cái này nếu như mà cái đầu lâu chính giữa là ra hình nghiêm cấm, nguy hiểm, không tới gần. Khi mà tháo ra thì quay nó vẫn chạy, nó vẫn giữ độ cân bằng, nhưng mà tốc độ với cái độ bền nó không có bằng để nguyên sáu cánh. Ui da. Chị tháo còn cả ba cánh thôi. Ba cánh chứ không được quá, bởi vì nó mất cái độ cân bằng mà. À, ba cánh thì khi ta quay thì nó bị chệt. Đó, nó bị chệt, nó sẽ giăng liền bởi vì nó không có giữ được độ cân bằng của nó. Rồi, hai cánh nè, hai cánh sẽ quay được. Đó. Ôi. Nhưng mà nó cũng không có giữ được cái độ ổn định nhiều. Rồi bây giờ chị lắp lại, chị cho nó chạy hết mấy cái con này nha. Bây giờ chị sẽ xếp chồng lên nhau để mình sẽ quay thử như thế nào nha. Con này bự nhất nè, bây giờ chị cho nó đứng ở dưới đi. Nó bự nhất mà. Bự nhất. Rồi tới con 8 cánh này ha. Xếp cho nó nằm chính giữa chứ không mà nó cũng văng ra bây giờ. Ô, văng rồi, không được. Tại cái đế này nó sủng như vậy nè, cho nên khó để á. Bây giờ mấy cái đế này nó hơi bằng á thì chắc là dễ để hơn á. Bây giờ chị thử cái khác đi. Chị thử cái này đi, cái này bự nè. Tới cái này đi, cái này nó cũng ngang nè. Coi thử nó chính giữa chưa. Đúng rồi, ba cái trước nha. À, không được rồi. Ồ, được rồi nè, yeah.
Rồi để tiếp cái nữa. Nhưng mà cái cuối cùng, cái ở dưới cùng nó dừng rồi. À, hay quá. Rồi lại dừng nữa. Thấy hai cái trên nó chạy mà cái dưới nó không có chạy. Rồi tiếp chị cho nó dừng con cái này đi, hai cánh hả? Ba cánh, còn hai cái này. Rớt quá. Cao quá xá luôn nè. À bên kia rớt rồi. Con này nặng để dưới đây. Rồi ôi con ở dưới nó lại nó ngã nó dừng rồi. Rồi con này nó cũng dừng luôn rồi. Các em thấy không, bên này nó dừng hết rồi mà nó vẫn còn chạy nè. Thì thử coi nó chạy tới đâu. Ui cái con sáu cánh này bền bỉ quá. Tiếp tục thôi, được ba. Thì tiếp tục bên này thôi. Ây da, ây da, ây da, chị phải dừng nè. Chờ lâu luôn. Bây giờ chị sẽ cho 9 con này chạy đua với nhau để xem con nào bền bỉ nhất nha. Trong đó thì có cái con này là đợt trước chị thấy nó nhanh nhất nè, nó lâu nhất nè. Đó, lâu nhất nhưng mà lại rẻ nữa. Thì bây giờ sẽ đấu thử coi những cái con nào bị loại sớm nhất đây. Đầu tiên con này chị thấy nó chạy nhanh nhất cho nên là chị sẽ cho nó mở đầu trước ha. Ôi da, rồi tới con này đi nha. Rồi có những con chị cái tay chị nó hơi bị yếu, con này lại dừng rồi. Cho một cơ hội nữa. Rồi con này thua rồi. Con này chị quay hai lần mà cũng thua luôn. Rồi tới con này thua luôn. Quay thử lại một lần nữa. Nhiều lúc cái tay tùy theo cái tay mạnh yếu quay nữa. Thua rồi. Rồi chị thấy những cái con này ngang bằng nhau nè. Bây giờ chị sẽ bỏ những cái con mà chị chạm ra một bên đi. Chị cho lại quay lại của các con này đi. Giờ bây giờ những con này chị sẽ cho chạy lại nha.
con này chạy nghe tiếng ồn quá. Này chạy rất là êm, này là êm cực kỳ êm. Rồi này dừng rồi. Này có khi cô cũng dừng luôn à. Con này thì cũng sắp dừng rồi. Hai con này thì rất là bền bỉ. Màu sắc cũng rất là đẹp nữa. Thua rồi. Nhưng mà công nhận em này lại cũng bền bỉ á. Tính ra là giá cũng không có cao mà lại chạy rất là êm, rất là lâu luôn. Lại ngang bằng với em này. Wow, em này chạy còn bỉ quá đi. Em này về nhì á, giờ vẫn còn quay sơ sơ, em này về nhì rất là đẹp. Đợi xem thử coi em đó chạy khoảng bao lâu thì dừng luôn nha các em. Chạy rất là êm, rất là bền luôn. Thử một cho nó đi một lần nữa thử coi. Nó đã sắp dừng rồi mà nó vẫn còn cố gắng, nó chạy tiếp. Vẫn không dừng, các em thấy không? Wow. Rồi, cuối cùng cũng dừng rồi. Độ bền chị nghĩ là gấp 3 của hai con này. Gấp 3 của những con này luôn. Còn con này chắc là gấp 5 con này luôn. Con này cũng về sau cục. Hay quá. Thế là hôm nay chị đã giới thiệu cho các em các cái loại con quay mới này. Làm sao mà để chị sưu tập thêm những cái con quay mới nữa, chị sẽ giới thiệu tiếp cho các em xem nữa nha. Nếu các em thích, muốn tìm hiểu về những món đồ chơi mà chị đã review, về giá cả, về chất lượng gì đó thì các em có thể vào trang fanpage của chị để xem nha. Chị có ghi số điện thoại luôn. Nếu các em có nhu cầu muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại đó ha. Và video hôm nay của chị đến đây là hết rồi. Các em hãy nhớ comment bên dưới để có cơ hội tìm một phiếu bốc thăm trúng thưởng của đợt lần thứ 15 nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Và đừng quên cho chị một like và share nha. Cảm ơn, bye bye.